Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của danh xưng hoàng đế. Trong độc đoạn của tác giả Thái Ung, Triều Nhà Hán có viết: Thượng cổ thiên tử, Bào Hy thị, Thần Nông thị xưng hoàng, Nghiêu Thuấn xưng đế, Hạ Thương Chu xưng vương. Tức là thời cổ đại, Bào Hy và Thần Nông xưng là hoàng, Nghiêu Thuấn xưng là đế, vua nước Hạ Thương Chu xưng là vương. Trong Nhĩ Nhã Thích Cổ cũng có viết rằng, bậc quân vương thời cổ đại dùng thiên, đế, hoàng, vương, hậu, công, hầu, quân để làm danh xưng cho mình. Tam hoàng và ngũ đế được ghi chép lại sớm nhất trong cuốn Chu Lễ hay trong thi Chu Tụng trước cũng có nhắc đến. Trong Bạch Hổ Thông Tước của tác giả Ban Cố Triều Nhà Hán cũng viết rằng hoàng là thiên tử, tức con của trời. Trong Thuyết Văn cũng nói rằng đế là danh xưng của bậc vua trong thiên hạ. Thời Tây Chu, Chu Vương được xưng là thiên tử. Người xưa có câu rằng tắc quân quyền thiên thụ, tức là làm vua là đại diện cho quyền lực của thiên thượng. Bậc vua chúa là người phụng mệnh thiên ý, thống trị thiên hạ, cho nên đế vương là con của trời. Trong Lễ Ký có viết: Quân thiên hạ viết thiên tử, tức là vua của thiên hạ được gọi là thiên tử. Hay trong cuốn Ấu Học Quỳnh Lâm có viết: Thiên tử, thiên hạ chi chủ. Ý nói thiên tử là vua của thiên hạ, cho nên các đế vương trước triều đại nhà Chu đều xưng là hoàng, đế, vương, thiên tử, chứ đều không xưng quân vương là hoàng đế. Vậy việc quân vương được xưng là hoàng đế bắt đầu từ khi nào? Trong lịch sử, xưng quân vương là hoàng đế chính thức do Tần Thủy Hoàng khai thủy. Điều này được xác thực trong cuốn Sử Ký Tần Thủy Hoàng Bổn Kỷ. Trong cuốn này cũng nói rằng Tần Thủy Hoàng tự xưng hoàng đế là có nguồn gốc từ Tam Hoàng Ngũ Đế. Lịch sử Trung Hoa ghi chép lại xác thực có tồn tại thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế, nhưng lại có nhiều ghi chép khác nhau. Trong cuốn Bạch Hổ Thông của tác giả Ban Cố, Triều Nhà Hán có viết rằng Tam Hoàng là ba vị vua đầu tiên của Trung Hoa, bao gồm Phục Hy, Thần Nông và Toại Nhân. Toại Nhân là người sáng tạo ra lửa, đem lại ánh sáng cho con người, mà ngọn lửa tượng trưng cho mặt trời nên ông được xưng là Thiên Hoàng. Thần Nông là người đã dạy nghề làm ruộng, chế tạo ra cày bừa, trồng trọt ra ngũ cốc nên được xưng là Địa Hoàng. Phục Hy là vị anh hùng văn hóa của văn minh Trung Hoa. Ông được người đời cho là người phát minh ra chữ viết, nghề đánh bắt cá và bẫy thú. Ông dạy dân chúng cách làm lưới bắt cá, quan sát hiện tượng thiên văn, địa lý, từ đó giúp con người hiểu được sự biến hóa của bốn mùa trong năm. Con người thực sự trở thành chúa tể của sự sáng tạo, cho nên ông được xưng làm Nhân Hoàng, hay còn gọi là Thái Hoàng. Trong cuốn Bạch Hổ Thông của Ban Cố cũng viết rằng Ngũ Đế chính là chỉ 5 vị thánh vương, bao gồm Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn. Hoàng Đế hiệu Hiên Viên. Ông tại vị trong một thời gian dài. Ông phát minh ra chữ viết, lịch, âm nhạc, thuyền, xiêm y và la bàn. Chuyên Húc hiệu là Cao Dương, là cháu của Hoàng Đế. Ông là người cao minh, đạo đức cao thượng. Đế Khốc hiệu là Cao Tân, là chắt của Hoàng Đế. Ông có thái độ nghiêm túc, phẩm chất cao thượng, ứng xử hợp tình hợp lý, vừa đức độ lại vừa có tài trong việc trị quốc. Do đó ông được dân chúng ủng hộ. Nghiêu Đế còn gọi là Giao Đường Thị hoặc Đường Nghiêu. Ông là người giản dị, có đạo đức cao thượng, được dân kính trọng. Sau này ông truyền ngôi cho Thuấn Đế. Thuấn Đế còn được gọi là Ngu Thuấn. Ông là người vô cùng hiếu thảo, cho nên được Nghiêu Đế trọng dụng và về sau được truyền ngôi. Tam Hoàng Ngũ Đế được coi là những người vâng lệnh thiên ý để thi hành thuật cai trị đất nước, dùng đức hạnh để giáo hóa dân chúng. Họ không chỉ được người dân nơi nơi kính trọng sâu sắc, mà còn trở thành mẫu hình tiêu chuẩn của bậc quân vương cai trị đất nước, có nhiều cống hiến vĩ đại cho sự phát triển của văn minh xã hội nhân loại. Tần Vương sau khi tiêu diệt 6 nước thống nhất thiên hạ, ông thấy công bình định thiên hạ, thống nhất đất nước của mình vô cùng to lớn và danh xưng vương không đủ để nói hết được công lao ấy. Ông lệnh cho các quần thần bàn bạc để tìm ra một danh xưng xứng đáng cho mình. Sau này thừa tướng Lý Tư đã dâng tấu lên Tần Vương nói rằng thời cổ có Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Thái Hoàng, trong đó Thái Hoàng được cho là địa vị tôn quý nhất. Ông kiến nghị Tần Vương lấy danh xưng là Thái Hoàng. Tần Vương quyết định bỏ chữ Thái, giữ lại chữ Hoàng trong danh xưng Thái Hoàng. Sau đó ông kết hợp với danh xưng Đế trong Ngũ Đế, hợp thành chữ Hoàng Đế. Như vậy, Hoàng Đế chính là sự kết hợp giữa hai danh xưng tôn quý, Hoàng và Đế của thời cổ đại mà thành. Không chỉ dừng lại ở danh xưng, trang phục của các bậc đế vương cũng thể hiện vương quyền tối cao nhất. Hoa văn trên long bào nằm ở vị trí nào đều có quy định rõ ràng.
thậm chí có những hoa văn chỉ được phép sử dụng trên trang phục của các bậc quân vương. Hoa văn chủ yếu trên lông bào là văn rồng, ngoài ra còn có văn phụng, văn mẫu đơn phú quý, văn ngọc tủy, ở quanh văn rồng còn có văn mây ngũ sắc, văn rơi đỏ, văn thập nhị trương, nhật, nguyệt, tinh thần, sơn, long, hoa trùng, tông di, tảo, hỏa, phấn mễ, phủ, phất, tượng trưng cho điều lành. Dĩ nhiên những hoa văn này có ý nghĩa sâu xa. Mây ngũ sắc là hoa văn trang trí thường thấy, tượng trưng cho may mắn. Văn rơi màu đỏ là tượng trưng cho phúc lớn, cũng là hoa văn trang trí không thể thiếu trên long bào. Nói riêng về văn rồng thì trong một số tài liệu có mô tả như thế này: 9 con rồng trên long bào có 4 con chính long thêu ở trước, lưng và hai vai. Vạt trước và sau long bào thì mỗi vạt có 2 con hành long. Như vậy nhìn từ trước hay sau đều thấy 5 con rồng, hàm ý sự tôn quý, cửu ngũ. Nhưng tính ra tổng cộng mới chỉ có 8 con rồng, còn một con ở đâu? Thật ra con rồng cuối cùng này thêu bên trong vạt trước, muốn trông thấy phải vén vạt áo lên mới được. Tất nhiên việc thiết kế văn rồng trong mỗi triều đại cũng có sự đổi khác. Ngoài 9 con rồng ở trên thì văn rồng có thể hiện trong những hình rồng nhỏ ở cổ áo, eo và cổ tay áo. Còn vô số đường uốn lượn dưới long bào gọi là chân nước. Trên chân nước thêu rất nhiều gợn sóng cuồn cuộn. Còn báu vật đá dựng đứng gọi là hải thủy giang nhai. Không chỉ tượng trưng cho may mắn bất tận mà còn hàm nghĩa thống nhất giang sơn, mãi mãi thái bình. Nhưng vì sao long bào lại thêu 9 con rồng? Người xưa gọi ngôi vị hoàng đế là cửu ngũ chí tôn. Trong Dịch Kinh Càn Long cửu ngũ có ghi: rồng bay trên trời phúc cho bậc đại nhân khi nhìn thấy. Số 9 là số dương, trong Dịch Kinh biểu thị bằng một vạch liền. Số 5 là hào vị thứ 5 trong quái tượng tính từ dưới lên. Khổng Dĩnh Đạt ghi trong Ngũ Kinh chính nghĩa rằng: lời cửu ngũ, dương khí mạnh ngút trời, vì rồng ở trên trời, hiện tượng này ví như thánh nhân có đức rồng, bay cao ở ngôi vị trên trời. Chính vì thế, sau này, cửu ngũ dùng để ví ngôi vua. Cũng từ văn hóa đạo gia như vậy mà long bào có thêu 9 con rồng, tượng trưng cho hoàng đế. Trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc có câu chuyện xảy ra vào đời Tống, tựa chuyện là Đánh Long Bào hay còn có tên khác là Ly Miêu Cháo Thái Tử. Chuyện kể rằng trong một lần Bao Thanh Thiên đi tuần thì bất ngờ gặp Lý Thần Phi, mẹ của Tống Nhân Tông. Theo truyền thuyết năm đó, Lý Thần Phi cùng Lưu Hoàng Hậu cùng lúc có thai. Khi cả hai hạ sinh, Lưu Hoàng Hậu sinh ra một công chúa mà chết yểu, còn Lý Thần Phi sinh ra một hoàng tử. Lưu Hoàng Hậu sợ hãi, bên cùng hoạn quan cháo con của Lý Thần Phi bằng một con ly miêu, nói rằng Lý Thị sinh hạ yêu nghiệt. Lý Thần Phi bị đuổi khỏi cung, sống lưu lạc trong dân gian kể từ đó. Vì muốn giúp Lý Phi giải oan, nên sau khi về kinh, nhân dịp lễ nguyên Tiêu Bao Trửng đã mời Tống Nhân Tông đến Ngọ Môn, thưởng ngoạn đèn hoa, cố ý diễn lại vở Thanh Phong Đình, mô tả sự tận hiếu của Trương Kế Bảo. Tống Nhân Tông hỏi Bao Trửng rằng liệu ông có tận hiếu chưa, thì nhận được câu trả lời phủ nhận của Bao Trửng. Điều đó làm Nhân Tông phẫn nộ, cho rằng Bao Trửng phỉ báng mình nên ra lệnh xử trảm. Sau đó thừa tướng Vương Diên Linh đã thỉnh cầu cho Bao Trửng, còn nhờ lão thái giám Trần Lâm nói ra sự thật câu chuyện Ly Miêu Cháo Thái Tử, Lưu Phi hãm hại Lý Phi. Nhân Tông tỉnh ngộ liền đặc xá cho Bao Trửng và đích thân đi chịu tội với Lý Phi. Lý Phi ra lệnh cho Bao Trửng xử tội. Bao Trửng lúc này mới ra lệnh cởi long bào của Nhân Tông ra và đánh roi vào. Mặc dù đây chỉ là truyền thuyết lưu truyền trong dân gian xưa, có thể không phản ánh chính sử, nhưng qua đó người ta cũng có thể thấy ý nghĩa quan trọng của long bào. Thời xưa có những hoa văn hoặc màu sắc chỉ được phép sử dụng trên long bào vì đây là biểu tượng vương quyền tối cao. Hoàng đế là bậc thiên tử, ở nơi chí cao vô thượng, tôn quý tứ phương, có quyền quyết định sinh mệnh sống chết của thần dân triều đại mình trị vì. Những người cận kề hoàng đế như các quan lại phẩm bậc cao, cho đến lê dân chăm họ ở xa, nếu như phạm phải những điều kỵ úy của hoàng thất đều là tội lớn mất đầu. Mỗi một đời hoàng đế lại có những kỵ úy khác nhau và đôi khi nó xuất phát từ những lý do thật kỳ lạ. Nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc Võ Tắc Thiên kỵ úy mèo. Câu chuyện về Võ Tắc Thiên sợ mèo được truyền lại như sau. Võ Tắc Thiên từng nhốt thục phi của thái tử là Tiêu Lương Đệ vào ngục. Tiêu Lương Đệ căm hận đến thấu xương hành vi tàn bạo của bà, đã thề độc chu ẻo Võ Tắc Thiên biến thành chuột. Tiêu Lương Đệ sẽ làm mèo và xé xác bà ta. Lời thề độc này sau khi truyền đến tai Võ Tắc Thiên thì Liêu Tương Đệ đã không có kết quả tốt.
Võ Tắc Thiên cũng từ đó mà ghét mèo, tránh xa mèo, cho rằng mèo không mang lại điều gì tốt lành và cấm chỉ không được phép mang mèo vào cung. Vị hoàng đế thứ tư của nhà Nguyên, Đại Hãn thứ 8 của đế quốc Mông Cổ, Nguyên Nhân Tông cho rằng hùng kê nhất sướng thiên hạ bạch, tức là gà trống vừa cất tiếng gáy, tức khắc cả trời đất bừng sáng. Mỗi sáng sớm, khi gà trống bắt đầu cất tiếng gáy, ông cảm thấy bầu trời không khí vô cùng đặc biệt và luôn luôn được thưởng thức khung cảnh ấy. Khi mới đăng cơ, ông đã bố cáo với người dân tại kinh đô Bắc Kinh, nếu kẻ nào ngược đãi gà, tất sẽ bị nghiêm xử. Thời đó có một người mổ giết gà mang ra phố bán, để biển là gà nướng, thịt ăn rất thơm ngon, bán cũng rất chạy. Một hôm, người này mang gà từ ngoại thành vào trong thành để bán, bị lính đi tuần phát hiện. Họ liền ra lệnh cho anh ta lập tức mở lồng, thả hết gà ra phóng sinh, chỉ lưu lại duy nhất một con gà trong tay anh ta, sau đó đưa đi diễu phố trước mặt dân chúng. Đến 3 ngày sau mới được trở về quê cũ. Hoàng đế Chu Nguyên Chương khai quốc triều Minh, thuở nhỏ đã từng xuất gia làm hoàng thượng, cạo chọc đầu. Hoàng thượng còn gọi là tăng nhân, do đó mà khi lên ngôi, ông đặc biệt kỵ úy những từ như quang, chỉ đầu trần không có tóc, ngốc chỉ đầu chọc và cả từ tăng nhà sư cũng trở thành từ húy. Từ tăng lại đồng âm với từ sinh là sinh sống hay sinh, một loại nhạc cụ bằng quả bầu, quét 13 lỗ, trong có máng đồng thổi ra tiếng. Nên rốt cuộc thì những từ này cũng không được phép dùng nữa. Nếu trong tác phẩm văn chương nào vô ý sử dụng những từ này, một khi bị phát hiện ra, sẽ không quản là công thần hay tội phạm, nhất loạt đều bị định tội, có thể bị chặt đầu. Từ Hy Thái Hậu thời Mạt Thanh, tuy không phải là nữ hoàng đế, nhưng kỳ thực bà nắm quyền lực rất lớn trong tay suốt thời hoàng đế Đồng Trị và Quang Tự. Từ Hy Thái Hậu sinh năm 1835 tuổi Dê, nhưng chính vì nguyên nhân này mà bà rất kỵ chữ Dương, tức là Dê, liệt chữ Dê và những chữ bị cấm kỵ trong cung. Ai cũng không được phép nhắc đến, ngay cả nếu ngự thiện phòng nấu món thịt dê thì khi dâng lên cũng phải gọi thành món thịt phúc hay thịt thọ. Từ Hy Thái Hậu rất thích xem kịch, hầu như ngày nào cũng xem kịch, nhưng khi xem kịch thì từ Dương cũng bị cấm. Các vở kịch nổi tiếng liên quan đến chữ dê như Người Chăn Dê hay Tô Vũ Chăn Dê đều không được diễn trong cung. Trong những năm thời Đồng Trị, một đoàn hát kịch nổi tiếng được triệu vào cung để diễn vở Ngọc Đường Xuân. Từ Hy nghe rất tâm đắc, không ngừng gật đầu tán thưởng, đã lệnh cho Lý Liên Anh chuẩn bị ban thưởng cho đoàn hát kịch này. Nhưng bà đột nhiên nghe thấy câu rơi vào hoàn cảnh dê kề miệng hổ khó thoát, cất lên. Từ Hy giận dữ ra mặt, lập tức hạ lệnh dừng vở kịch. Đoàn hát kịch bất hạnh này không thấy thưởng đâu, trái lại còn bị phạt đánh và bị cấm vĩnh viễn không được vào cung diễn kịch nữa. Từ đó về sau, mỗi lần trong cung diễn lại vở kịch Ngọc Đường Xuân thì câu thoại trong vở kịch đó phải đổi thành rơi vào hoàn cảnh cá sa vào lưới khó thoát. Đến những năm Quang Tự, Vương Phúc Thọ được triệu vào cung diễn cho Từ Hy xem vở kịch Thiêu Hoạt Sa. Khi xin ban thưởng, Từ Hy nói: "Người diễn kịch rất hay, nhưng ta nghe nói người ở bên ngoài đã mở một quán thịt dê cùng người khác, ngày nào cũng đều chém giết dê. Chỉ tính chuyện này thì đã không thể ban thưởng cho ngươi, không xử phạt đã là nương nhẹ với ngươi lắm rồi." Từ Hy cho rằng hổ và dê tương khắc, do đó bà tra hỏi rất kỹ những cung nữ thái giám hầu cận, bất kỳ ai sinh năm hổ đều bị trừng phạt nặng, sau khi đánh đòn sẽ bị đuổi ra khỏi cung, lưu đày đến vùng sa mạc phía bắc.